Coi nè, nghe tiếng cái bọc kêu là chạy ra coi liền. Cái bọc này là cái gì? À, bữa nay thấy đại ca đẹp không? Bận bộ đồ, con mèo thần tài, con mèo mặt thần tài. Nhưng con mèo này nó có màu trắng, còn đại ca đẹp quá. Bọc này không phải đồ ăn, mà là mới mua nhân mũi về. Quá xá mũi, cái này là nhân mũi không phải đồ ăn, nghe chưa? Trời ơi, coi nè, cái tướng như con heo mà bận thêm cái áo trọng quay vô. Nó chứ cái bộ số 5 mà bận còn chật nữa, mà số 6 bận vô chắc rộng. Coi nè, giờ khùng làm gì hửi sát miệng ta vậy, thấy không? Kiếm chuyện đó bà con, hửi sát. Nếu mà mày không phản ứng thì tao liếm cho mày, mày phản ứng thì mày sẽ bị giả, thấy không? Đại ca đâu dám ho với vợ khùng đâu. Thôi giờ đốt nhân mũi. Hồi nãy tôi mới đăng một cái video về nồi dẻ, nhưng mà vi phạm bản quyền cho nên tôi xóa nghe bà con. Mình cũng có xin tác giả, mà tác giả nói là cứ việc đăng, mà hình như là nhầm bài nha. Nhầm bài đăng được, nhầm bài đăng lên là nó báo cáo liền. Bởi vì thôi xóa sớm đi, nó chứ đăng mèo lên mà ghép nhạc êm lắm. Mà trước khi ghép thì mình nhắn cho tác giả mình hỏi trước. Và bữa nay cái bài hát này chưa có nhắn, nghĩ là cái bài nhắn đó mà mới có đăng lên có một phút mấy là YouTube thông báo là cái nhạc này vi phạm bản quyền, bởi vì mình xóa sớm. Không sao nha. Ê, cái gì? Con dòi, lúc nào cũng có dòi công lý xuất hiện hết. Ngồi làm gì ta? Bây giờ chỉ cần con ngầu hơi liếc liếc, hơi kênh kênh thôi là gượt liền. Gượt cho nó bỏ cái nư nha. Nè, hai khoanh nhân mũi, một khoanh là bên nhà của phế thúi, còn khoanh thứ hai là bên bầy ngựa nha. Bà con coi nè, mỗi khi đốt nhân mũi là cả đám xúm vô đây nằm. Tại vì ở ngoài rất là mũi, thấy không? Vô đây toàn bộ luôn. Con nào lì lắm mới chạy ra ngoài. Kiểu như thấy côn trùng nó ham quá trời rồi, chấp nhận bị mũi chích luôn. Công nhận lùng mã tử bằng cái bộ đồ xúm dễ sợ luôn. Mà có vẻ như hơi bó cái bụng. Thì hôm nào mua thử bộ số 6 coi sao. Rồi mình sẽ để nhân mũi vô cái hộp này. Nè thấy chưa, cái hộp, cái xe đựng đồ chơi, rau quả đồ chơi đó. Cái xe này đố mọi người mấy năm, cái thời quách què nha, 4 năm rồi đó. Hình như không, 3 năm mấy, 4 năm, gần 4 năm đi. Xe này hồi đó tôi mua 250 ngàn. Thấy nhỏ mà rất là có vỏ đấy không? Nó muốn đẩy đi đâu thì đẩy, mà đa số là mình sẽ để ở ngay cái cửa này nè, cho ở ngoài nó thổi vô là tất cả đều nằm ở trong này, không sợ bị mũi chích. Rồi còn cái này thì mình đem qua bên bầy ngựa. Trời ơi tắt rồi. Chưa. Còn coi cái đầu có giả chân của nó làm sao rồi. Ê sợ. Người ta nói là phải cách ly mày đấy nghe nhỏ. Phải cách ly nha. Giờ mấy đứa này tự mở cửa ra sân vườn không à. Đi ra coi sân vườn khóa cửa chưa. Thôi khóa cửa đi. Khóa rồi lấy ổ khóa móc vô luôn. Cái gì tập trung dữ vậy. Đi vô. Vậy? Rồi tới luôn. Kêu nó kêu gì kìa. Kêu con thằng lằn. Nó xuống cho mày. Xuống lắm. Thôi. Heo mập mà đòi bay cao là sao? Trời ơi bữa nay ăn cơm dư dữ vậy mày. Kêu gì kêu hoài à. Kêu cho nó xuống à. Bây giờ đi qua bên nồi dẻ rồi cất cái bọc này đi. Chắc mình phải sắm một cái tủ chuyên đựng những cái đồ này. Cái đồ này phải kêu là nó độc hại, nó đựng trong cái tủ mà con mèo nó không có bơi được. Okay. Yeah. Yeah. Cái tủ này nó bơi được nha bà con, vải hay là quần áo mà tôi nhét trong đó là nó bơi được đó. Hello.
nó kêu một tiếng thôi là con nào cũng trả lời lỡ trơn. Hello tụi bay. Hello lại thấy chưa. Hello dẻ. Đốt nhăn mũi nha. Thấy là kêu à. Ủa cái nết quá trời nết kìa. Hồi nãy tôi làm video tôi ghép nhạc đó bà con, mà đăng lên YouTube là hình như không phải là tác giả báo cáo mà là tự động đó. Mình đăng lên cái tự động YouTube thông báo là cái nhạc này là có bản quyền gì đó, chứ không phải là bị người ta đánh bản quyền nha. Rồi bởi vì mình mới đăng lại trên YouTube. Ủa lộn, đăng qua bên Facebook thì không có bị. Vậy thôi tạm đăng qua đó đi. Tại nãy tính làm video ngắn, ai dè nó dài quá 1 phút mấy. Thì hơn 1 phút nó đã thành video dài rồi. Còn video ngắn mình lấy nhạc hình như là không sao nha. Để lần sau mình sẽ làm cái video ngắn hơn nữa, đăng lên YouTube. Rồi, hình như bữa nay vẫn còn tiêu chảy. Nếu cái đà này là phải pha mật ong với nước ấm cho nó uống, cho nó mau hết nha. Đâu có cho uống sữa chua nữa đâu. Nguyên ngày hôm nay chắc không cho uống luôn á. Còn tiêu chảy là không có uống. Thấy mọi người comment đó là tại vì uống sữa chua có đường cho nên mới bị tiêu chảy. Rồi nữa tôi cho nó uống không đường có bị không ta? Để bữa nào khỏe đi rồi sẽ uống thử chút xíu rồi coi sao. Sữa chua không đường. Ngủ đi tụi bay. Trời ơi cái này ở nhà rộng sướng quá à. Thật. Cái mặt đứa nào đứa nấy đang ngủ mà tự nhiên cái vô đi dặn đèn. Rồi đốt nhăn mũi xong rồi đó. Một ngày 2 khoanh nhăn mũi. Còn ở trong phòng con đốm thì không cần. Trong đó ít mũi nha. Chiều đại bài ngựa với bài thái thúi là nhiều mũi thôi. Sau khi đốt nhăn mũi xong thì tới cái phần cho ăn hạt. Ủa? Khè xuất hiện đó hả? Cách này khè tự kỷ quá trời. À, bà con thấy không? Có cái thùng này rất là tiện lợi. Ê, hổng. Khùng hả? Thập cái mỏ vô. Nhưng không biết nó kín đáo không nữa. Trời ơi là trời, con nào mà thập cái mỏ vô tới số với tao nha. Nghe chưa? Ui. Trời ơi. Quá à. Trời ơi. Cái con mày muốn ăn đòn hả mày? Đây. Một dĩa hạt siêu to khổng lồ. Giờ tao không thích chân dĩa, tao thích quăng. Quăng. Một. Hai. Ba. Đúng là cái đám giang hồ. Nè quăng nè. Một. Hai. Ba. Con vui nó lẹ. Nó lẹ giả mà. Toàn là dương áo chụp được không? Nó có khè. Khè trúng tay cái quảng hồn. Cách này khè mong manh dễ vỡ lắm nha bà con. Đó. Dùi quá, nhanh quá, nguy hiểm. Cho vận động tập thể dục đi. Quăng vậy có gì mình quét thì chỉ quét ở một cái nhà thôi, chứ quăng ở ngoài nhà sao nó rộng nó quét mệt lắm. Nhà cái nhà này tôi có nguyên cái bậc tre lại nè, thấy không, có cát có bụi thì mình chỉ cần vệ sinh xung quanh cái này là được. Đó, quăng cho mấy con cái con giang hồ đó còn thấy thúi với nhọn. Xử đi. Rồi thấy khè khô không, không có thèm ăn dưới đất đâu mà chọn cái dĩa bự mới ăn. Mà mấy con quỷ này ăn dưới đất quen rồi, quăng xuống là ăn nha, chứ ăn không quen là nó chờ đợi cái này nó dành nữa. Đây lại. Bà con thấy em chưa? Tại sao tôi mua nhiều thùng? 99.000 vừa có 9 bọc khăn giấy rồi vừa được cái thùng kính nữa. Chắc lên mạng đặt thêm vài cái để mà đựng đồ chơi hay là quần áo. Ừ đúng rồi, đặt thêm mấy cái này để mà đựng mấy cái quần áo cho tụi nó nè. Áo quần áo tôi bỏ trong tủ rồi nó thọc cái tay nó móc cái tủ ra. Con quỷ này nè, rất là cạch chớn. Đây, cái đầu của giả chân cô nương hôm nay. Lông vẫn mọc lại nhưng mà nó nắm thêm ở những chỗ khác. Ủa lộn, nó nắm thêm ở những chỗ khác. Thấy không? Đọc comment thấy nói là chỉ cần sạch thôi, không cần khửi hay cậy. Thì ngày mai tôi cũng sẽ sạch như vậy. Rồi bây giờ mình đi qua cho bầy ngựa với nồi dẻ ăn luôn.
cái chuồng nào dễ dơ quá phải vệ sinh cái đã.